Anh ra ngoài chút việc. Thế anh cảnh kính một chút thôi. Mấy đứa ở nhà trông quán trả cho anh nhá. Chỉ có khách vào đứng tắt được. Ok ạ. Thế anh đi ra ngoài này. À, hôm nay anh có khách ấy. Thì nếu mà có ai đi tìm anh ấy thì em bảo người ta chờ anh một chút nhá. Vâng, ok anh. Dạ, em chào anh ạ. Có việc gì không anh? Dạ, em đi cắt tóc anh ạ. Anh có đủ tiền để cắt tóc ở đây không? Dạ, em cắt được, anh cứ cắt cho em đi ạ. Ui, cắt tóc. Sao rồi, anh vào đây. Dạ, vâng. Ê, từ từ. Dạ. Anh bỏ nó ra ngoài đi. Anh nhìn nhà sạch này, mình đi rất bẩn vào đây ạ. Em không để ý anh ạ. Bây giờ anh muốn cắt kiểu nào? Bây giờ muốn cắt như nào đây? Thì anh thấy kiểu nào đẹp anh cắt cho em ạ. Đằng này chắc phải 2-3 tháng đi cắt lần đấy nhở? Anh nào em mới cắt tóc mà nhanh bỏng anh ơi. Cúi xuống. Để anh ơi. Ngồi im nào. Thôi được rồi đấy. Rồi ạ. Được rồi. Anh ơi em nhìn có thay đổi gì đâu ạ. Cắt đẹp thế còn gì nữa. Thế bây giờ anh còn muốn đòi như nào nữa? Em nhìn chẳng khác gì vừa lấy đâu. Thế thôi. Anh chỉ cắt thế là đẹp rồi. Có anh xong rồi đấy. Anh có thể giúp em gội đầu được không ạ? Thế còn đồ gội đầu nữa à? Em tưởng đây dịch vụ đầy đủ hết à? Đúng rồi. Anh giúp em gội đầu đấy ạ. Rồi, đi vào đây. Ao, anh ơi, lạnh anh ơi. Rất là nóng à? Ok. Ao, không như vậy. Anh ơi, bỏng quá anh ơi. Thôi, cái ông này còn cười à? Quay không được, nóng không xong. Nhưng mà anh cho nước vừa, lạnh quá, nóng. Rồi. Bỏng hết cả mặt. Không, tùy người thôi. Anh làm cái này. Ông, anh ơi. Nước mà ta vào mắt em rồi đấy anh ơi. Thôi nằm im nào. Sắp xong rồi. Nhẹ với anh ơi. Vậy nó mới sạch được. Vậy đùa. Được rồi. Thôi, nói sao rồi, đi ra đi bán đi. Em tưởng còn phải sấy tóc nữa chứ. Không phải sấy đâu, đi ra đi bán đi.
nhẹ tay thôi anh ơi. Ấy sao thế, nó mới khô được chứ. Nhẹ 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 thôi anh ạ. Được rồi. Mà nói thật với cậu, tôi vẫn không hài lòng về cái bộ tóc của tôi lắm đâu. Vẫn như cũ. Không hài lòng sang còn khăn cắt. Thế nên làm gì? Rõ ràng là tôi chưa hài lòng thì tôi chẳng nói như vậy. Tôi đã phục vụ ông anh rất là nhiệt tình rồi đấy. Ông nhìn lại mình xem. Quần áo thì rách dưới. Ông thanh toán nhiều đi về đi. Cậu, cái đầu như tôi như này, nếu mà ra ngoài thực sự chứ ai biết tôi là cắt tóc đâu. Các cậu làm như này thì thật sự là rất ảnh hưởng đến cửa hàng các cậu đấy, tôi nói thật lòng đấy. Không, anh toán nhanh lên đây. Tôi ra ngoài như này á, không ai biết tôi là cắt tóc rồi đâu. Tôi có chuyện gì mà tôi tìm khách thì em. Anh à, anh xem đấy, em đã phục vụ ông như thế rồi mà ông vẫn không hài lòng. Ôi Tuấn ơi là Tuấn, anh nói em này, nếu khách không hài lòng ấy thì em làm lại cho khách, sao lại làm to tiếng khách như thế. Anh thông cảm ạ. Ô, chủ tịch, sao anh đến đây không gọi điện cho em? Mà là anh đến này để em ra đón anh chứ đi. Anh à, ra đây là quán cậu à? Vâng, đây quán của em anh ạ. Tôi đang định cắt tóc vào buổi đầu xong rồi tôi điện thoại hỏi địa chỉ của cậu, đến nhà cậu. Nhưng mà không ngờ lại trùng hợp đến quán cậu. Ai cắt cho anh đây? Tuấn cắt anh ạ. Các cậu làm ăn như thế này là không được. Cửa hàng tốt không có những người như cậu. Tuấn, thu dọn đồ đạc và nghỉ việc ngay. Anh xin lỗi, em không biết đây là chủ tịch của anh. Anh bỏ qua cho em. Nếu đây không phải chủ tịch của tôi thì cậu có xin lỗi hay không? Dù người ta giàu hay nghèo thì các cậu cũng phải làm việc thật chỉnh chu và nghiêm chỉnh. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi không nghe nữa cậu. Thanh, cậu bỏ qua cậu ấy đi. Có lẽ là do các cậu ấy còn trẻ quá cho nên mới như vậy. Tôi cũng không chấp nhận gì các cậu ấy đâu. Các cậu nên làm việc có lương tâm một chút đi. Đừng bao giờ khinh thường bất cứ người nào khác, dù họ là giàu hay nghèo nhé. May thế cậu nhá. Lần này cậu có may mắn đấy. Mau đi vào trong làm việc đi. Alo. Tôi đang ở quán cắt tóc số 14, ngõ 328 đường Lê Trọng Tấn đấy. Thì đón tôi nhá. Ok. Thì đón tôi nhá. Rồi. Tài xế tôi đi đón rồi đấy. Vâng. Ô, thế anh vào để em cắt tóc cho anh. Xong rồi anh em mình cùng mời nhau. Lâu rồi anh em lại không có thời gian ngồi với nhau. Nhất trí. Chủ tịch ơi, sao anh vẫn giữ cái nếp ăn mặc giản dị như thế nhỉ? Thì tôi vẫn vậy mà. Dù nhiều tiền hay ít tiền, tôi nghĩ rằng ăn mặc nó không quan trọng lắm đâu. Anh vẫn là chủ tịch của em ngày nào. Anh không có gì thay đổi ạ. Cậu có vẻ là dạo này làm ăn cũng tốt đúng không? Vâng, anh cũng được may mắn anh ạ. Mình làm người, mình cứ làm người tốt, người thiện là chắc chắn rằng là phước báo sẽ đến với mình. Vâng, em cũng mong là sẽ cố gắng làm những điều đấy. Okay,